Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây, mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng tích cực ạ. Và con chào cô Sáu, và con thay mặt khán giả là cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Và hôm nay con quay lại là con nhờ cô Sáu giải dùm con một cái giáo truyền quyền cơ của ông Tư Bình Hòa. Dạ con mời cô Sáu. Nay rằm tháng 3 hả con? Dạ. Rằm tháng 3 âm lịch rồi, mày muốn quay trở lại phải không? Dạ. Thì bữa nay Sáu sẽ đọc cái cuốn giáo truyền quyền cơ của ông. Dạ. Sáu thì chia sẻ tên này văn về chân không à, mà báo trước nha, không còn nhiều nữa đó, dặn có tìm hết ra nữa rồi. Thất lạc này tìm là không có cô sao? Tìm không chưa có gặp. Thành ra còn cháu đỉnh không phải, còn mấy cuốn không phải, cũng như là trạng số 10 này kia chưa có đánh. Dạ. Với Hoàng Yến ở Long Xuyên cũng còn chừng 3 bốn cuốn nữa. Dạ. Cháu đỉnh thì còn cái bộ Chỉnh Mặt Phân Tranh. Báo trước Sáu lên clip văn của ông hết rồi thôi, là Sáu nghỉ đó, Sáu không có lên. Cái thời cuộc bây giờ nó mới đi đúng với cái văn bài mà Sáu với Thủy đi ra Hà Nội nạp đó con ơi. Nắng thì nóng bức đường làng nè, còn thêm mưa bão ngập tràn nó chân đó. Dạ. Mỗi lần Sáu cái đoạn văn này là cổ viết cái ông công binh chủ lực đó con. Dạ. Yeah. Một chân xanh một chân đỏ đó, chân đỏ là lửa, đi tới đâu là lửa cháy tới đó, là giờ hiện tượng bây giờ nó đi đúng với cái cơ đó rồi đó. Bởi vậy tại sao mà Sáu phải với bác sĩ phải giết rồi phải đem nạp từ đây từ Nam ra Bắc, báo hết cơ quan nào cũng báo, báo trước mấy chục năm mình đó, để cho nhà nước người ta lo, người ta bảo quản công cộng đúng không? Dạ. Yeah. Thì bây giờ từ từ năm nay xuất hiện đi theo cơ đúng hết trơn rồi đó, cái lời cơ đó. Rồi bữa nay Sáu cũng chia sẻ thêm văn của bề trên, văn là bề trên, văn là bề dưới, lặng nhận thức. Dạ. Yeah. Văn bề trên thì cái cơ nào để lại cũng là muôn ngàn năm không mà con ơi, chứ không có cái nào mà không có để cho. Dạ. Yeah. Cũng như lớp tuần đầu mặn thì trong giảng thầy cũng có để lại, cái cơ cũng để lại. Rồi bữa nay sáng mới đem mấy cái cơ mà cũng như gốc mình là gốc Tây An phải không? Dạ. Yeah. Cho anh chị em nhận thức khỏi có suy luận và chia phối nữa. Cơ nào bề trên để lại cũng muôn ngàn thế kỷ không à, chứ không có cơ nào mà mấy cơ chùm gông chùm gỡ á, thì đâu có để lại muôn ngàn thế kỷ. Dạ. Yeah. Cái cơ bề trên cơ nào cũng muôn ngàn thế kỷ chứ. Dạ. Yeah. Bây giờ sẽ lấy gốc Tây An này trước nè. Đó. Dạ. Yeah. Gốc Tây An đó khác hơn đạo Phật đạo trời đó. Bửu Sơn là đạo, Bửu Sơn là hiệu đạo thời Kỳ Hương. Dạ. Yeah. Bửu là của báo khắc thường, chứ Sơn là núi, Kỳ Hương là cờ, ngàn năm đừng để luôn ngoài, con thấy không, ngàn năm nè ha. Dạ. Yeah. Phải nhớ mấy cái cơ này nè. Cái này là trích tới đâu ra vậy cô Sáu? Hả, trong Phật thầy Tây An con. Thầy Tây An ra hả? Ừ. Dạ. Ngàn năm đừng để luôn mà, vua liền ban chiếu ban cờ Tứ An, đàn Lê Thiên Đức lãnh phần, Lê Thiên Đức là Lê Phương Thiện là thầy đó. Dạ. Phúc đỡ là lãnh chức phần Đông Cung là nhường Âu lại cho em đó. Là để con quay cái bản này cho cô chú đọc cái bản này. Cái đó là gốc đó nha con. Cái này là trích bên của Phật thầy Tây An ha cô Sáu. Ừ, trong Phật thầy Tây An Sáu viết ra đó. Cấp mà ông vua ổng ban cái sắc này này nè cho thái tử đó. Cái hiệu này nè. Dạ. Chứ mình không có đọc mình đâu có biết cái hiệu này là ai ban đâu. Sẵn đây quay quảng cáo luôn cái tủ sách của cô Sáu. Ừ. Có hổm hai chồng Tư Dừa đó về đây nó cũng quay, nó thấy Sáu để nó cũng quay. Dạ. Có cái giấy cảm tạ gì vậy cô Sáu? Giấy cảm tạ của nhà trường nó con còn hai cái nữa, chồng chút nữa lấy cho con. Dạ.
Sao mà đưa nhà trường mà mua bảo hiểm cho học sinh nghèo đó con? Dạ. Sẽ mua được... Ủa, anh Tư vừa ghé cô Sáu hồi nào? Ghé lâu rồi. Dạ. Cũng cách đây chừng tháng hơn tháng nay chứ gì. Dạ. Cái này anh thấy cái bản đó cũng chụp hình đó. Bản này anh thấy quá hay mà. Cái đó là gốc đó nghe con, cái gốc đó. Dạ. Rồi, vô. Dạ ơi, tiếp tục phải không? Dạ. Đó, ở trên nó là khác hơn đạo Phật đạo trời. Cái này là ông vua ông hỏi nè. Vũ Sơn lại dưới kỳ hương, các khanh chưa có lãm tường hay sao? Nó quý hơn búa diệt cờ mau muôn ngàn năm để gì sao? Cái nào con thấy không? Dạ. Hiểu ra là để muôn ngàn năm này chứ không phải là chùm công chùm gửi đồng không phải đồng là gửi chừng giá nha. Vài năm, năm mười năm đâu ha. Ờ. Chữ Vũ là báo khanh na. Dạ. Chữ Sơn là núi, nếu mà có sông. Tớ con hỏi sao mà núi mà có sông? Con không biết luôn. Là cái vùng địa linh mình nó nằm cặp sông Bảo Giang này con. Dạ. Có núi mà có sông nè, cái dạ. Nghĩa là vậy đó. Vừa có núi mà vừa có sông. À, dạ. Bảo Giang Môn nằm cặp cái sông này nè. Chữ Kỳ khanh cũng đã thông, lá cờ của nước Tây Đông nhìn vào. Chữ Hương là hương vị ngọt ngào, là lời Phật thuyết là nào cũng hay chứ. Đó là chẩm tính lâu ngày, Việt Nam có đạo nước ngoài nghe danh. Như đại hoàng tử lập thành thì là quốc đạo nên danh muôn đời lắm. Đó là cái văn này của bề trên nha. Cái cơ nào cũng để lại văn bề trên là cũng để lại muôn đời ngàn đời không à. Dạ. Chứ không có cái... Còn cái cơ của Trạng Trình, để cho đọc cái bài thi Trạng Trình. Dạ. Nó vững nền dương cha truyền con nối, giỏi muôn đời một mối sơ thư. Bể kinh tâm lặng băng tỏ, chăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió sưng. Âu vàng phe giặt vững chân, càng bền thế nước dạng sinh mà muôn đời nữa. Đó con thấy là cơ bề trên không đó, có nào mà để hưng mau đâu, truyền lại muôn đời sau không à. Dạ. Đó còn cái cơ của dì ba mà không để bà nói đi, tại vì bây giờ hôm nay cái con thấy không, sức gia cô mơ sức gia cậu mà cô cậu nợ ra đời cũng nói văn bề trên văn điển của thầy này kia để lại không à. Dạ. Dì ba mới nhắc mình à, trong cái cuốn Thơ Tiên 11 có để mấy cái bài mà lấy sự làm lý, mấy bài đó sâu xa lắm đó con. Dạ. Có biểu dì ba dặn mình nó đừng có theo cô theo cậu, bỏ qua chân truyền là mình chạy theo văn bài của mấy người đó đó. Dạ. Con sư tử ngủ tưởng nó hiền, thức da bụng đói xé liền mà ăn. Là con biết cái nghĩa này dì ba nói sao không? Dạ không. Vậy mày không nắm được gì chứ hả? Nghĩa là sao, sao? À, thì mấy cái cơ mà Sáu nói đó cũng như có thằng á, thì như ngựa đủ cương kiều thì cái gì cũng đúng hết trơn á. Dạ. Túc không thánh ngự á, thì sanh ra đủ đều cho chuyện làm cho lĩnh tâm hồn kiến sai đó. Dạ. Thì cái nghĩa nó vậy đó. Còn con sư tử thức dậy xé liền mà ăn mà. Dạ. Tu hành phải tầm võ lý căn, cho nên thầy cũng biểu mình đó, tại sao phải tìm cái lý, không tầm chân lý thì làm sằn khó coi. Có nghĩa là không tầm đúng gốc thì làm tầm bậy không? Á, giảng kinh đọc tụng truyền nôi muôn ngàn năm để. Muôn ngàn năm để sao còn coi lào lào nè. Đó văn bề trên là cái nào cũng để lại muôn ngàn không à. Chứ không có cái văn nào mà nói không có truyền lại cho hậu thế sau này chứ. Dạ. Yeah. Những lời Phật dạy thanh tao, Phật đâu có dạy chỗ nào mà trường trai. Dạ. Yeah. Bây giờ sao đi phải nhắc mấy cái cơ này hết đó, con thấy con sư tử ngủ thì nó hiền rồi. Dạ. Yeah. Thì thức ra bụng đói nó sẽ liền là ăn, thì nó bắt chắc về cái gì nó làm được, nó có lợi thì nó làm. Dạ. Yeah. Thì nghĩa nó vậy đó. Dạ. Yeah. Kêu con sư tử. Ờ. Tự đói nữa chứ. Từ mới đây mà. Yeah. Hầm beo tư tưởng là đâu tên là người không chứ đâu nữa. Bây giờ. Yeah. Mấy cái cơ này mình lấy ra nè, còn thầy thì ổng cũng giải vậy. Ông nói muộn màng chân lý khó bằng an, thế thái chẳng mê giải mộng chàng. Hỡi giống tiên rồng mau mở mắt, kiếm tìm đạo lý phải lánh hùm lan. Cái. Dạ. Hùm lan là ai? Cũng như cái thời này là thời cuối rồi.
của ông Tư Bình Hòa rồi, mà cũng như là thầy mà về ông Tư Bình Hòa, nhưng mà ông Tư Bình Hòa đi rồi thì hiện tại giờ thầy ở đâu cô Sáu? Cái gì? Hiện tại giờ thầy ở đâu? Quỳnh Long tự thế gần thanh chúng, con không biết ông ở đâu hả? Ông ở kế bên con chứ đâu nè, ông viết văn viết bài vậy nè, ông ở đây nè. Dạ. Nè, ổng nè. Dạ. Tìm ông ở đâu nữa? Có nghĩa là trong du di phải không? Ừ. Dạ. Nè, Bình Long tự thế gần thanh chúng nè, là danh bài của ổng gần bếp kế bên con nè. Dạ. Cho nên cái cô bên Hà Lan có nói đó, bá nhà hiệp mặt tao đàn đó, bây giờ danh bài cổ Đức Quỳnh giáo chủ, rồi cổ bác này kia nổi giờ hiệp trên nhà Sáu cho hiệp mặt tao đàn đấy, còn đâu nữa, Sáu là cái tao đàn. Dạ. Của con cũng nhận thức tất cả đó, con biết đó. Dạ. Bởi vậy con nắm mấy cái cơ này không bao giờ con lợi hết trơn á, cho nên nhắc nhở anh chị em á, nhận thức cái cơ bề trên bị dưới trơn à, cơ bề trên sâu sai lắm. Dạ. Kiếm tìm đạo lý lánh thùm lan, là con biết thùm lan là ai rồi. Dạ. Đó, mấy cái người mà thấy thầy cũng nói, thấy mấy người mặc lọ không bao đó tưởng là mình giỏi để phe các giỡn mà muốn men cũng lỡ thân ông nó mặt mày dính lọ mà chẳng có chùi. Tôi giết đổ nồi, tôi đi địa ngục là dẫn mấy người ta dạy đi tu đó con. Rồi cái cơ đó, cơ bị trên sao con bàn chú. Cái cơ nó ra, cái dằn nó giống nhau hay sao? Bên cái người bình thường ta tầm, ta cũng hiểu ra được nữa. Ừ, tại vì cái người á, bây giờ á, cô cậu á, bỏ qua chân chuyện đó là vậy nè. Xuất hiện cô này, xuất hiện cậu kia, mà văn điển nói tại là của thầy có bị trên không hả? Dạ. Nhưng bây giờ phải lấy cái này nè, làm cái bằng chứng, để mình nắm nhỏ văn này của bị trên, văn này của bị dưới. Dân bề trên thì để muôn đời ngàn đời không à, còn dân bề dưới đâu có lưu lợi cho hậu thế sau này được. Dạ. Còn cũng như từng công từng lỡ đồng thòng đó không. Dạ. Sao bằng cổ thụ cái chồng bánh yên. Bởi vậy sáng nhất để mà cho nắm rõ, cho nên thầy á ổng mới biểu đó. Coi kệ giảng mình theo mới đúng, chứ giờ trùng công trùng lỡ nhiều lắm, mình chạy theo hoài là mình phải đảo lộn tâm nhân hết á. Dạ. Có vậy thôi giống có chứ. Ta sẽ đem nhắc nhở cho anh chị em ta nhận thức cho nó dễ. Mà sao bên Sấm Tận Trình mấy ngàn năm rồi mà vẫn ứng ra được hay hơn cô Sáu? Con thấy bề trên nói có nào xê không? Bề dạ. Trên con thấy đó, cũng như tại sao mà thầy ông biết sau này có người phải mà nói thầy này kia xuyên tạc thầy mà thầy giác tín đồ. Cơ này bề trên nắm hết trơn, con thấy không biết năm muôn ngàn thế kỷ biết hết mà. Dạ. Con thấy không? Tại sao không biết xuyên tạc ổng mà ổng dắt tín đồ, ổng biểu tu hành giả dấu cho nghe đặng này. Lo tu đừng có bên thầy. Dạ. Ổng biết sao ổng nói trước ra hết trơn, cách đây 70-80 năm nay chứ đâu phải chuyện thường. Thấy không? Con thấy vị trên biết hết trơn. Dạ. Bên thầy thì khổ sắc thay với người phàm mà cười phạt ngẫu thần khác nào tiếng nước cũng phân bất đồng đó. Nếu ổng biết sao ổng dắt tín đồ được. Dạ đúng rồi. Đó. Rồi thầy trở lại gia chung thì thầy không biết thế nào cũng lầm lạc nói về tổ định ổng cũng giác chứ, thấy không? Bà thôn hoặc cảnh xứ tao nó không phải xứ ổng sao gia chung cũng được. Ông nói vậy là cũng như ông giác từ... trước hết rồi. À, ông giác trước để cho tín đồ đừng có chờ đợi cho tổ định. Ừ, đừng có dạ. Lầm lạc. Đó. Bởi vậy cái cơ nào bị trên cũng nắm trước hết trơn, còn thấy cái gì cũng giác trước hết trơn trời. Đâu có để tới bây giờ đâu. Chứ dạ. Cũng như mà nắng hạn rồi sụp đất mưa đá gió sấy rồi kia phải cho biết trước là 90 ra đời, báo trước cho nhà nước biết hết để nắm cái chuyện quyền cơ của trên, con thấy nó hay thì lạ lùng không. Dạ. Biết hết trơn hết trời, cái nào thầy cũng giác trước trơn, rồi thầy cũng nói trở về người tại cái bộ ngựa thì cũng biết thế nào tín đồ cũng làm lạc. Dạ. Cho nên ổng mới giác nó. Tới đâu ta cũng dặn dò khắp nơi, nhìn ta cho kỹ người ơi, không nhìn cho kỹ sao thờ quên ta. Nhắn cùng trai gái trẻ già, thiếu kinh, thiếu nghiệm, thiếu mà nghĩ si, ta thì vốn thiệt vô di. Không tìm văn nói thì tìm thì sát ta. Xưa nay thay đổi hoài mà, từ Lê Hồ Chúa tới mà ngày nay. Dạ, yeah, nói rõ nè. Thay, ừ, yeah. Thay đổi nhiều ngoài, nào đâu một sát mượn hoài ngàn năm, biết nhiều cái sát ngày lầm. Tìm ổng hay tìm văn chứ tìm sát thì không có đúng. Dạ. Báo trước cái trơn, nói trước cái trơn, tại mình coi mình không nhận ra cái lý thôi con. Bởi vậy thầy nó theo Phật giáo phải tìm cái lý thôi. Cái lý mà con nhận không ra rồi thì con không có tìm được cái cơ này, cơ bề trên. Bởi vậy bây giờ hỏi con đem cơ bề trên cho bàn là sai trơn rồi, thầy cũng nói rồi. Lời bàn mà chẳng trúng căn đó, đâu bàn mặt nhíu mà nhăn, bây giờ cả bè chạy tút vô lời trơn đó. Bề trên giác hết rồi, tại con bàn. Chứ bề trên không có giác đâu. Dạ.
Chủ vô mà chạy vô là nó chơi mà không hay, tức cái lô bàn mà ông nào cũng thấy không, cơ nào cũng bàn chơi. Đó là những cơ bề trên để lại muôn ngàn thế kỷ không? Cơ nào cũng lưu lại cho là cái này là phải bề trên biết trước. Nó chơi cái lòng phàm này cái nọ đâu, ổng biết cái chuyện nó sai chặt hết trơn, ổng nói rồi cho nên mới thấy chúng đường này lạc chứ tôi hết trơn, mà sống ai tìm cái căn gốc cái lý để mà tầm hết trơn trời. Dạ. Con thấy bề trên giác trước hết trơn để cho mình ngộ được đó. Mà coi văn được còn con mới ngộ, con không coi văn này sao không ngộ được. Dạ. Thầy ổng dặn tín đồ mà, ổng biểu chờ ta trở lại thì đèn mới hết luôn. Thầy ổng biểu chờ ổng mà. Bây giờ ổng về nè. Mà sao không gặp ổng? Quỳnh Long tự thấy rằng sinh chúng này kế bên con nè. Có nhiều người người ta coi những cái sách của Trần Trịnh á, cô Sáu. Xong cái người ta quay lại người ta coi văn này nè, cái người ta tầm ra hay lắm. Thì đúng rồi, dạ. Thầy trở lại chờ ta trở lại thì đèn hết luôn. Giờ trở lại giải chân mình tiếc một cái là cái cơ của bề trên mình không có tìm gì được hết đó con. Dạ, yeah, nó lạc, lưu lạc hay sao? Lưu lạc đó, bây giờ tìm có chỗ có, chỗ không, còn chỗ nữa sao nằm hơn, sao chứ nhớ lại cái thằng Hiếu này nè. Mà lâu lắm rồi sao không có điện thoại cho ở nó. Ở đâu rồi sao? Nói một lần nó ở gần với dì ba, mà nó nghe lại sau này nó đi mở tiệm ở đâu với Lê Dung á. Dạ. Để tìm cái số điện thoại nó coi, thế coi điện có gặp nó không, nếu gặp nó thì còn còn tìm danh của dì ba thêm được nữa đó. Nhưng mà... Nói một lần nó gần gũi dì dạ, ba. Dạ. Bởi vậy cho nên thầy ông biểu chờ ta trở lại thì đèn hết luôn. Mà chờ quá chờ giờ thầy trở lại còn cái nào đâu lâu đâu, thầy giải hết trơn rồi. Mà tại mình không coi thì mình ích kỷ, mình không coi thì thôi. Thầy ông biểu muốn tìm đạo cả cổ sâu mới dẹp lòng ích kỷ, mà tại con ích kỷ. Dạ. Yeah. Chứ thầy không có biểu đâu, thầy dặn hết trơn mà. Nhiều khi mấy ông không chịu xem. Ừ. Bữa nay Sáu chia sẻ cái giáo chuyện quyền cơ này nè. Để coi trong quyền cơ này thầy nói gì đây. Dạ. Cái này là hát Nam rồi hát Bắc nữa nè. Bởi vậy sao nhắc mấy cái cơ này nè. Để mình đừng có chạy theo cô, theo cậu đó. Thầy dì ba mới nhắc rồi đó. Theo cô, theo cậu bỏ qua chân truyền là cái lời truyền của bề trên đó con. Dạ. Mình cứ theo người này người kia, người này linh hiển, người kia hay, người kia giỏi. Mình chạy theo hoài đó. Thầy cho nên dì ba mới nhắc đó. Con sư tử ngủ tưởng nó hiền, thức da bụng đói xé liền mà ăn. Chạy chạy theo cái lấy cái mấy cái của người ta mà cái của mình không lại lấy ra. Quên cái của mình đó, con thấy cái cơ này nếu mà con không coi văn làm sao con biết cái cơ này bị giả ra, thấy không? Việc làm cái lĩnh tâm hồn chính sai không à. Lúc ngủ thì cái đó có thằng trong ngự như ngựa đút vương kiều, lúc thức dậy lúc đó là lúc đó thằng đi vậy. Cái xác muốn làm gì làm. Thì bởi vậy bây giờ Sáu nhắc lại đó cho anh chị em để mà nắm. Bởi vì cái cơ bề trên này có thấy gây go lắm mình thấy không? Dạ. Yeah. Này là tiên nữ nói như tôi nè nha. Từ chân lĩnh hoàng thiên chỉ dạy xuống trần hồng giải lại chúng sanh. Cắt tiếng khuyên những kẻ tu hành nền đạo chánh cho rành cho đạo cho thạo, phải không? Đạo chánh không phải cho rành cho thạo đó. Xin đừng theo cái đám láo trên đời. Yeah. Thấy Lê Văn đủ cách lả lơi, khuyên người thế nhìn thời kỹ lại, nhìn tận tường quấy phải sửa mau quyền đảo màu ráng chỉ rồi ráng chí rồi trao. Mau mau lẹ kẻo sao chẳng kịp. Này tới hát Nam nè. Bèo bọt này kẻ hiệp người tan. Thì ai có căng thì hiệp, còn ai không căng thì tan. Có gì đâu. Dạ. Sang xuống sang khó ăn khốn khổ. Hãy ráng nhìn tầm chỗ tầm nơi. Hỡi ai ơi hãy thời lo liệu. Văn bề trên mà con nắm được cái cơ rồi. Con nghe hoài con không muốn thôi. Dạ. Ta thấy đời bản biểu lòng ta ngâm, cả kêu dân chúng gần xa, còn chi sang cả phòng qua sang giàu. Đời cùng thế tặng còn nào, sống vùi giữa dập hết hao hết rồi. Cái này nói lối khá nam đắc kỷ nhân kháng đắc. Nó nhỏ rồi. Quy đáo lại khả
quy đáo lai khả phước lãi hưởng lãi tượng hạ nhật cổ quy hạ bích thủy, thấy không? Có bích thủy trong này nữa nè. Dạ. Khước lai phong nhìn kỹ tai, bích thủy do thiên tiên nữ bắt tài. Tại sao mà thiên tiên nữ bắt tài? Hà nhược khước quy lai người phụ, mạc thiên phong cứu sao một mình, phi mạc hạ là tinh là quỷ. Kỷ niên kê nhìn rõ tiên, kê là con gà. Quá hổ lòng nói lại nói qua, nói đủ cách gần xa mới hiểu. Còn như ta dốc liễu hình mây, ở động đào gác tía đền đài, danh tiên nữ ai ai cũng mến. Mai xuống chằng không bờ không bến, có ai đâu tưởng mến đến ta. Hồn dắt dơ người nói quỷ ma, ai có chịu tiên Nga xuống thế. Cái này chắc mấy vị tiên ta than nè. Quyết yeah. lòng này xuống chặn vòng bế, kiếm ít tay chẳng thế nương vào. Đặng các tiếng kêu gào sanh chúng, ta kiếm hoài lục túng khắp nơi, chọn người nào không chịu lả lơi. Không xuân phắng tân thời xa xí. Con nói cái nghĩa này để xuống tìm được, con nói khó tìm lắm chứ không thấy dễ đâu. Dạ. Dạ dốc miền nấu chí cổ truyền, cách bề trong thở thận thảo hiền, lòng chẳng chịu bạch bạc tiền thông thả. Người nào mà không có ham danh lợi mới được. Dạ chí can đừng ngã siêu lòng, ta lửa người trọn vẹn sạch trong, biết giữ nhục tổ tông tinh xảo, biết giữ gìn mối đạo lưng thượng. Các chuyện nào tròn vẹn ta nương mương, nương sát khỏi lo lượng xấu hổ. Ta xuống chằng lửa đều các chỗ, có thiếu gì sợ khổ cho ta. Nhiều quỷ ma ít xác tiên Nga, ta quyết lửa gần xa mới rõ. Chăng mờ lưu tăng mây chăng tỏ, tiên xuống chằng nhìn ngó xem đường. Nơi trần gian đủ gái má hường, nhiều thứ gái mỹ nương quá đẹp, nhưng tâm lòng eo hẹp lắm đa. Có thì rất nhiều, nhưng mà cái tâm lòng không có mở đó không? Dạ. Yeah. Còn thứ gái bê tha ảo mộng, còn thứ thì quý trọng ngoại bang. Quý trọng ngoại bang là mấy người chạy theo đó, nước ngoài đó. Ít gái nào gìn giữ gian sang, biết giữ mối nam bang tục cổ. Lo gìn lòng đất tổ quê cha, ta dạo cùng khắp hết gần xa. Chỉ một ta, một ả bê tha chẳng chịu, ta thương lòng bằng biểu tư lương. Bảo là đây, ta nhả lời chỉ ngõ chỉ đường, tìm nẻo tránh mà bường mà bướng. Chỉ nhuốc nhơ đằng trước thấy chưa, bại với tội thằng Phật phải chữa. Nàng hãy tránh, còn ưa thì tới. Ta cho nàng nghỉ ngơi lẽ nào, chốn âm cung với cảnh động đào. Xin nàng hãy nhịn vào hai cửa, nàng muốn nên ráng sửa ráng dồi. Có ghế cao nàng muốn linh ngồi, thì nàng khác trao, nàng khá trao dồi đức hạnh. Đặng giãn tròn ta lãnh phận nàng, quá thương nàng ta chỉ rõ ràng. Nàng hãy dáng giãn toàn chu đáo, thì ngày sau quý báu ai qua, ta khuyên luôn dìm sát hoàng hoa. Này là nói về hoàng hoa, hoàng liên, hoàng yến rồi đó. Yeah. Nàng hãy ráng nghe ta dạy dỗ, muốn rửa nhơ đền ơn tông tổ. Đặng rãn hời khỏi hổ khỏi hơn, sát tiên nữ mà còn làm nó con ơi. Sát mấy bà tiên này nó mà còn làm cái cơ về trên đó thì con thấy. Nàng hãy khá lo tan bạo đẻo, dạ với lòng cho khéo cho chơn. Lời thốt ra minh lý chánh chơn, nói với ai đừng hơn cao thấp. Dặn với phiền xin đừng chứa chấp, các chuyện nào bỏ lấp cho rồi khuyên.
gắt nàng chánh chuyển bãi tội nàng nhìn thấy. Nàng ơi quá hồ, ta khuyên nàng ta lánh, xa lánh nghe nàng, nàng nhìn tường trước mắt rõ ràng, xin nàng tránh đừng mang lại đó. Bùng với chàm người không muốn ngó, chuyện tinh minh rất khó trao dội, muốn ghế cao nàng đặng lên ngồi, thì nàng khá trao dội tròn vẹn. Nàng dình câu thề hẹn hồi xưa, dầu cây khô chốc nóc gió đùa, thì nàng giữ lời xưa thể hải, xin nàng đừng bẻ gãy chữ chinh. Dầu các nàng nhan sắc lịch sinh, các nàng bẻ chữ tình ấy ô, cho các nàng tắm sông tắm hố thì cũng đâu câu ấy ố mang hoài. Còn các nàng mặt nám mày trái, lòng giữ dạng duyên hài chỉ thắm, dầu các nàng ngàn năm chẳng tắm, mắt xem tường lóng lánh kim cương, thấy mấy nàng ta quá sức thương, ta chỉ nẻo chỉ đường quấy phải, cho các nàng hãy mau sửa lại, đặng mà nhờ thời đại ngày sau, về hưởng nơi quý bầu quý báo động đạo, thì vạn rỡ má đào liệt nữ. Công khổ lao đủ thứ nhước nhơ, bấy lâu nay mỹ nữ hãy ráng liệu giữa nhơ phụ mẫu. Công nhọc nhằn từ hồi thơ ấu, tới lớn khôn phụ mẫu chịu chung. Mình làm mà cha mẹ được hưởng đó con. Mình làm tốt thì cha mẹ cũng hưởng, mà làm xấu thì cha mẹ cũng mang tiếng nhơ. Dạ. Bây giờ dạy quá kỹ rồi con ơi, đâu còn cái gì nữa đâu. Thêm tổ tiên cũng chịu gục tùm lâm, nay phải tính cho cùng cạn lẽ, cho cùng cạn lẽ. Đền hay không hay sẽ liệu lo, thương các nàng ta chỉ dùm cho minh chánh, thì lo thì liệu. Còn phần tôi chẳng chịu xấu, xấu này xấu của ta chẳng phải xấu đây. Cũng như lỏng xuống là mang cái lớp xấu rồi con. Dạ. Về đào động ta rày mới xấu, nói đảng này người xem thì thấu, quá thương người nói lậu rồi đã. Ta nói đây xin lỗi hoàng qua, không phải nói giỏi ta ra dạng sát, ta sợ là chặt tuồng khó hát, nên chỉ dùm cho xác dội trao. Chị em mình xuống thế lao đao, khó lửa xác nhập vào trần tục. Được hai nàng nên em giáo dục, để sai sai mình học bơ dơ, chỉ nhìn coi mấy ả cộng trời, chưa đẳng xác ngẩn ngơ không nữa. Mình gặp thì phải lo dạy, chứ để mắc phần đủ thứ lắm lắm lo. Ta thương đời nói quẹo nói co, ai có tưởng mau lo sửa lại. Còn chê bai chê sái thì thôi, lời khuyên đây tiên nữ là tôi không phải xác, mà tôi là kéo. Tâm xác chẳng biết chi khôn khéo, nói chánh chân lôi kéo uổng công. Có nói chi thì nói ngủ lông, chị em xuống chặn hồng giải dỗ. Đặng chúng sanh biết chỗ biết lao, thấy việc đời là đạo lý rồi trao. Tâm với giả đẻo bạo cho láng, khuyên người đời võ hẳn lý sâu, sâu lý sâu cơ cầu quyền bí. Tiên thương phạm mới chỉ cho rạnh, tiên xuống phải chỉ sắc phạm. Cả kêu này hỡi chúng sanh, nhìn ta cho kỹ võ rạnh là coi ta có phải trời sai, hay là ma quỷ ở rại trần gian. Nhìn ta cho kỹ rõ ràng, coi ta có lĩnh ngọc hoàng hay không, hay là ma quỷ trần hồng theo dân phá quấy no lòng mới thôi. Xin chàng nhìn kỹ chàng ơi, kẻo mà làm lạc ôi thôi khó lòng. Ta thì xưng hiểu ngũ long, người chê không phải ta hồng biết sao. Ta thì dân lĩnh trời cao, xuống chẳng đẳng có kêu gạo bá gia. Ta thì chánh rõ tiên nga, người chê không phải thì ta cảm phiền. Tại phần ta chịu ngã nghiêng,
Tiên Nga xuống thế mà vô duyên cam đành, hữu duyên kỳ ngộ để dành. Giàu cho sái quấy cũng thành người khen, dùi bụng lén lắm là sang, nhìn bóng ai cũng ngợi khen trao dồi. Có phần sẵn ghế lên ngồi, không phần lựa chỗ mà lựa ngôi, chẳng còn vô duyên ngày tối cuối lò, bỡ bưng nâng đỡ chẳng còn người che. Có phần người mến người mê, giàu cho kẻ nhún mà người chề cũng khen. Tại phần ta chịu ố em, ta làm cách mấy ai khen đâu là. Còn chi này hỡi hoàng qua, chỉ em xuống thế người mà chẳng, người ta chẳng nhìn. Còn chi mà chẳng hổ mình, xưng con thiên định xuống thế người chê. Thấy đời lòng giả ủ ê, còn chi mà mến mà mê cõi chẳng. Làm ta đây bắt sưởng sẵn người chê, mà ở chẳng ngần làm chi. Vậy mau em chỉ hồi quy, người chê mà ở làm chi hổ mại. Thà về lãnh tội thiên đại, còn hơn ở thế hổ mại lắm đa. Chê ta chẳng phải tiên ca, làm sao em chỉ mà kiểu ca giáo truyền. Nói ta ma đói ma ghiền, theo đời đẳng có tởi khuyên dịch gà. Còn chi mà ở cà rà, chẳng thà về chịu mà ngọc tà cầm giam. Xuống trần ta thấy hết ham, chuyện này ta chắc chẳng kham đâu là. Vô duyên ta gặp chồng già, cho nên chúng bạn chê ta hỏi này. Chắc nhắc lại dàm vợ ông lão thiếu ngôn rồi. Tại ta làm chuyện thúi lầy, nên người chê bỏ mà hỏi này. Với ta buồn lòng nói lại nói qua, tiên nương đâu có tệ mà vậy đâu. Xin người nhìn rõ lý sâu, tất lòng ta nói mà nhạt nhiều câu lạ lùng. Cho chẳng xem thấy ngại ngùng, chớ ta đâu để mất cùng vậy đa. Đâu có tệ mất cùng vậy đa. Nói lối từ xuống thế kêu ca sanh chúng, đặng giác diệu đường chánh nẻo chân. Đã hết lời kêu déo khuyên lơn, cho người hãy bỏ hờn bỏ ghét. Bảo bào đẻo lòng tròn dạng chơn chu, ta kêu réo người tu ráng nhớ. Muốn ngày sau thấy tớ hiệp thầy, thầy tớ hiệp dày, thì hãy khá lúc này lo liệu. Người đạo chơn phải hiểu thông rành, lo trao dồi đạo đức tu hành. Các chuyện nào thông rành mới được, đừng học theo nhu nhược tệ đa. Các chuyện nào thì cũng bê tha. Tu thấy đó Diêm La mau xuống, ta tiếc dùm giấc uổng công lao. Vậy không hổ còn rao cửa miệng, tu lâu năm mau vào thập điện. Mấy ông đạo cao đó. Yeah. Tu lâu công tu mà chưa đặng đủ đầy đó. Yeah. Bây giờ thập điện à. Cửa thiền môn hiển hiện chẳng vào, tu mà chẳng để vào cảnh khến. Cảnh chương tà khó đến chen vào, đi trước lâu thua kẻ đi sau. Thấy không? Con mau thức tỉnh hay gì, con coi văn này của ông nè. Con biết ác giác là con đi mau mấy ông đó đó. Dạ. À, đi trước lâu thua kẻ đi sau, ta đi trễ đặng vào tiên cảnh, nhờ để vào khía cảnh chan chu. Thấy không, con đọc văn này con biết thì con sửa mấy hầu đâu, tu như cái ngộ nhất thời mà. Dạ, dạ thưa cô Sáu, là cũng như cái người đi trước mà người ta đi lạc được, còn cái người đi sau mà người ta đi đúng đường, người ta đi chậm thì cũng nhanh hơn người đi trước. Thì qua đó bây giờ dạ. Văn này giải bài ra hết rồi nè con thấy. Dạ. Hỡi sĩ nhu muốn tu liệu lấy, ráng tránh dùm sái quấy cho xa, xa tránh xa mới qua lao khổ. Thân an nhàn có chỗ có nơi, cả kêu này hỡi ai ơi, khuyên người tránh chuyện lả lơi hội này. Ta khuyên dân hãy nghe đây, ráng trao đức hạnh sau này người khen.
đừng làm những chuyện ngố an. Ngày sau kể ngợi người khen rạng ngời, ai mà muốn hưởng lộc trời. Bây giờ văn này con thấy giải rõ ràng không? Con thấy nói rõ hết trơn, đâu còn chỗ nào nữa đâu. Dạ. Dẫn dắt kỳ này nữa là đâu còn. Hành sao đúng cách dạy thờ mới nên, muốn sao ăn trước ngồi trên, lúc này hành đạo cho nên mới là, muốn sao về nẻo phổ đà, bền lòng sáu chữ Maha. Đêm ngày chữ Maha này là con tu, con phải hướng về đất nước đó con. Dạ. Ta khuyên nho sĩ anh tài, thì mau hãy khá dồi mài cái tâm, nói năng êm dịu thẩm tâm thanh trầm, đừng làm theo thói thú cầm rừng xanh. Bởi vì con thấy thú là ai đâu, tên là người không đó. Dạ. Bây giờ đọc văn này mình mới nhìn nhận ra mình thấy chứ. Hầm hừ gầm hát hùng ạ. Mình người đạo đức, học chi thói đó khó thành người ơi. Mình người đạo đức tâm hồi, nói năng êm dịu đứng ngồi lựa nơi. Dạ bây giờ tỉ mỉ hết trơn rồi. Muốn sao dạng dẻ dạng ngời, thì mau hãy khá ráng thời chùi lao. Muốn ngồi chỗ sạch chỗ cao, khuyên người hãy khá dầu trao hội này. Thương chằn ta giải đủ đầy, cho người mau khá hội này hồi tâm. Bởi vậy tu như kiếp ngộ với thời đó. Tỉnh giấc mộng ở thác nơi bể khổ, tu để chuộc lỗi lầm trước đó. Biết đâu rằng căn kiếp bao giờ để trong cộng trời làm lỗi chút này nè. Yeah. Mai có được phước dư của thế đấy, cúp này con tu mà con cộng con trừ được con dư là con hưởng đời thánh đức đó. Yeah. Ngày sau chẳng đặng ăn nằm, nếu còn chậm trễ sai lầm, ngày sau chẳng đặng ăn nằm chỗ cao. Khuyên đây nho sĩ anh hào, ai có sai sái dáng trao hội này. Ngày sau gần Phật gần thầy, về nơi tiên cảnh đầy mây an nhàn. Ta khuyên tín nữ hành trang, trao dồi đức hạnh giảng toàn mới xong. Đàn bà có tánh cay nồng, ta khuyên ăn nói với chồng từng lưu. Học theo hùng dũng má hường, nói năng êm dịu mọi đường thẳng ngay. Xin đừng lòng giả lá lai, dùng lời nghe thẳng đừng bài xảo ngôn. Chồng kêu giả vợ mới khôn. Chồng kêu vợ mới giả. Dạ. Bây giờ ông sáu kêu tôi giả quá. Nói năng thưa dạ, tiếng đồn gần xa. Đàn bà lớn tiếng ó la, người đồn tiếng xấu gần xa chê cười. Muốn cho đẹp vẻ dạng ngời, thì mau hãy khá lo thời chùi lao. Muốn ngồi chỗ sạch chỗ cao, xin người hãy khá dầu trao hội này. Ta khuyên nhi nữ nghe đây, như ai có sái hội này hãy lo. Ta thương ta nói dặn, ta mới dặn dò, cho người hối ngộ mà lo kịp thời. Ta nào mà có nói chơi, chỉ cho người thấy chiều mơ khổ nàng. Từ xuống thế trần hồng dễ dỗ, chẳng bao ngày bao này lao khổ là chi. Quyết lòng này dắt chúng thác ly, chỉ đường rộng người đi cho dựng mới dựng. Bấy lâu nay người đứng mãi chờ, ta quyết lòng chỉ bờ chỉ bến, dắt chúng sanh đi đến chào ca, đặng gian lành chiếm bản câu hoa. Tức là ti tu chỉ về đất nước trước, con thấy không? Dạ. Mới thả dạ lòng ta lao nhọc. Cuốn này cũng chỉ quá rõ rồi ha. Chỉ kinh lưng người đọc rõ rành, quyết làm sao đạt thành đạt. Ăn lòng này khao khát bấy lâu, lâu bấy lâu, cơ cầu lắc lẻo. Ta quyết lòng dạy khéo dạy khôn, ngâm thơ. Bấy lâu cặn bã tích tồn, nay ta quyết lửa mà khéo khôn phơi bài. Khổ lao chẳng quản chẳng nài, quyết sao quân chỗ mà nhị hai mặt nồng. Kỳ lai đáo kỳ nhân bắt đắc, nhược lai phòng chi nhược quy hồ. Quý quy tắc khước hồ chi thị, ngã mạc khư thị lị dậm về. Bích bích thị ê hệ, trọng chắc quy kỳ tắc, nào đâu có thật có rõ ràng. Cách xử ta đem, sách xử ta đem, để sao nữa người xem thì rõ.
tới hát khách rồi. Mây tan rồi trăng tỏ hết lưu, các tiếng kêu lên giọng xuống dù, tải lòng mổ ngao du thấm thiết à. Buồn lòng nói ôi thôi đủ thứ, nói mà lòng thảm tứ sầu tam, nhìn thấy đời ta chẳng biết ham. Ta tính chẳng có ham, có kham đặng diệt xuống dắt diệu người thiệt, phô bại cho người rõ, làm sai người chánh. Bại với tàu xa lánh mau mau, giả với lòng người hải dội cháo, thì mới khỏi cái cơn áo nào. Cảnh chặn hồng xào xáo lăng xăng, khăn khó khăn tứ văn bao bọc, lòng võ người giả học chi thi ca. Tha thiết tha lòng ta ước muôn ngàn người, à, ô thước giao ngâm, giao ngăn. Người ta nói thơ rồi, muốn sao trọn vẹn tấm thân, ngày nay phải khá ăn cặn sửa sang. Muốn sao hưởng đặng trà lan, mau mau người hãy lo tan hội này. Tao khuyên già trẻ xem đây, muốn sao thông thả đầy mây giữa kề. Hãy lo trao sữa mọi bề, ngày sau thác chốn sông mê bể hà. Cả kêu lớn nhỏ trẻ già, ráng mà đem chữ Di Đà vào tâm. Thì là tai nạn khỏi lâm, bởi nhờ đem Phật vào tâm thanh nhàn. Đừng ham tiền của bạc vàng chắc chứa thêm cạn âu lo. Cái nào cũng nói tới tiền bạc hết trơn, không thấy không? Dạ. Vàng nhiều nhiều chảy mắt cho. Di Đà nhiều kẻ khỏi lo than phiền. Không chứa vàng chứa bạc không phải rê à, không có gì than phiền lo phiền chứ. Thở than vì bởi bạc tiền, con có tiền nhiều quá cái con làm ăn sơ sức, cái con than con thở. Dạ. Không có tiền đâu có cảnh đó. Không có tiền lấy gì than. Tại còn xa Phật xa tiên nữa mà, tại tiền nó nghịch Di Đà. Nghe không vậy? Tiền là nghịch với Di Đà phải không? Tiền nó nghịch. Tiền mê quả dướng tay bà vô hồi. Mê mê tiền thì mày gặp tai nạn đủ thứ. Thấy không? Dạ. Cũng tiền không nè. Không có lấy giết ghi mấy đạn này là được. Tiền chê đủ cách người ơi, chê ghế đào động lên mà chẳng sang. Cảnh tiên mới phải, cảnh tiên mới phải ta gian, mình bỏ chữ nè. Ghế nơi diêm chúa nó mang kéo ngồi. Thì xuống diêm chúa có ghế. Cảnh tiên thì chê ha, gian nha. Nó làm đủ chuyện bãi tồi hại người, nó sụp nó chồi đủ phương. Tình thương nó chẳng có thương, nó làm rời rã mà nhiều đường xa nhau. Thấy mà ta quá ngán ngao, ráng mà ta chịu nói sao bây giờ. Để lòng yên lặng như tờ, đặng khuyên sinh chúng mà hiện giờ lo tu. Qua nơi hắc ám lao tù, vào nơi đại ngọc mà ngao du thanh nhàn. Hưởng mùi vũ cúc trà lan, tôi phải uống vũ cúc trà lan lắm nha mày. Được thử vũ cúc trà lan này à. Dễ lắm mà, khó lắm ạ. Ngọt ngào êm dịu lại càng thơm tho, con thấy không? Vậy không mê sao được. Đền công biết liệu biết lo, Phật trời thương thế đền cho công dạy. Mấy người làm ta làm tròn nè, ta được thưởng trà lam vũ cúc này có không? Phật trời để mà thưởng cho mấy người này nè. Dạ. Bề trên ta công bằng lắm mà. Làm người mà biết dội mài, nghe lời dạy dỗ làm rài theo y Phật trời, kính nể tôn ti giữ gìn đức hạnh theo y lợi truyền. Làm ăn tu tỉnh cần chiên, y theo lời Phật giáo truyền dạy dân tỉnh thức, Phật thưởng đền phần. Về sau mình lại được gần thánh tiên, xong phần mấy kẻ nhu hiền, còn phạt mấy kẻ mà đảo điên giấy loạn. Đưa về địa phủ minh quang, mấy người ở cõi mà trần gian hung sùng, phá làng phá xóm tứ tung hải phần. Thằng hải Phật mà khắp cùng khỏi đâu.
giỏi cho mà nguyện mà cầu. Cầu gì cũng bị cộng đầu khảo tra, đưa mau xuống chỗ Diêm La. Do vua thập điện mà khảo tra mới dựa, khỏi chặn thằng Phật không chữa. Đưa cho Diêm Chúa mà mới dựa, tội ngươi bây giờ lo nói lo cười. Rồi sao xuống khám mà thứ mười khóc than. Lúc này ta chịu chứa chan, ngày đêm ta khóc mà ta than hết lời. Vì ta quá đổi thương đời, nên ta ráng chịu mà người thời hại ta. Thấy đời ta quá ngán đa, làm ta hết sức mà thiết thao. Sầu buồn thay ta nói cơ cầu, nói cho sanh chúng mà có hậu nghe chơi. Đoạn này buồn mới nói chơi, rồi đây nó sắp mà tới gặn người xem. Bây giờ lời nói phức nem, gần đây heo bắt mà người xem thì tường. Chớ ta nhiều nỗi đảng trường, phần sau bạc số mà tai dương quả sầu. Buồn lòng ta nói dòng cầu, nói thì nói thí nói nhầu, hãy lóng mà nghe. Cuốn này còn nhiều lắm mà con. Dạ. Được clip cho Ngưng chúng tôi đọc hết cuốn này là lâu lắm đó. Trang hai trang nữa được đó. Ông chài, ông lưới, ông te, ba ông nhập lại buồn queo sầu. Còn thêm một nỗi ông câu, cứ ngồi diệt thẩm mà vuốt râu mà cười. Bốn ông này là Ngư Tiều Canh Độc nè. Văn dạ. Bài cái nào cũng có nhắc bốn ông này, xem là ngôi tiên Phật thánh thần xuống bốn ông này nè con. Dạ. Làm cho ông lưới mà hổ ngươi, ông chài khóc chín sầu mười thở than. Ông câu cứ mãi cười khang, cười ngừ tính chuyện mà tình tan lạ lùng. Làm ông khương thượng bắt khùng. Tính lui mà tính tới lùng tung, tính hoài, tính đêm rồi lại tính ngày, tính mà chẳng biết hổ mại hay sao. Quá buồn ta nói tầm phào, nói Nga nói Mỹ, anh Tàu kéo vô tới nói cơ đó. Việt Nam phải chịu ô hô, rủ về nước mắt chẳng khô bây giờ. Tại ai quá dại quá khờ, rủ nhau vào là khóc mà khỏi đâu. Cầu cơ mới gặp cầu cơ cậu, đang không mà giặt đem Âu về nhà. Nước nhà không giữ nước nhà, đem giặt về nhà sao khỏi rộng ly. Tù ti tú tí tù ti, Việt Nam nào có còn chi đâu là. Tiêu tan đài cát long xa, tại ai mà chịu. Tay ba giấy lạng rõ ràng, tan nát rõ ràng. Đền đài điện ngọc tan quang chẳng còn, tiếc thay cho xứ Sài Gòn. Cổng lao xây đắp tiêu mòn tan quang, chứa chan tiếc của thở than. Giàu sang nào khác mà mơ màng, canh thâu còn chi công cán bấy lâu gót tôm. Nay hết còn đâu món gì, con thấy bây giờ không? Lửa cháy cái tiêu tan trong một giờ chăng? Gót tôm từ ấy tới giờ. Dạ. Tay nghe tiếng nổ ì ì đua nhau lo chạy. Của gì cũng quên, vàng dòng bạc nén kế bên, ra đi bỏ lại bỏ quên chẳng còn. Thôi cháy con chạy còn đâu lấy. Lấy kiểu cái lo mạng sống này chứ đâu. Giàu sang như thể cơ bằng, áo quần te tét ruộng chằng khổ thai. Sài Gòn tai nạn nạn tay còn chi, mong thấy mà lộ đài ngàn năm. Nói đây cho thấy sai lầm sai, Sài Gòn ta thấy mà ngán ngẩn biết bao. Chốn nào hơn cảnh giàu, giàu sang gặp tai gặp nạn mà ráo cạn uổng thay. Cái này nói về tai nạn có thấy không? Gặp cái ngay sụp đất cái thì cũng tiêu hết. Dạ. Mà lửa cháy cái thì cũng còn đũa không có ăn nữa. Sài Gòn tu cũng nhiều thay, bởi vậy ông cũng nói là Sài Gòn nhiều kẻ có căn nhưng ta không biết gắt, ta phân chân nhầm đó con. Sài Gòn hả? Sài Gòn nè. Sài Gòn tu cũng nhiều thay nè, ngẩn da sự thật sái sai mỗi bề. Tu theo sách sở dọn dọn tài, trái mặt hai bề cũng đủ như ai. Bởi vậy con tu hành con phải tầm rõ lý căn, không tầm chân lý làm sằng có coi nó dịu bao dặn. Dạ, vậy cái cơ này là cũng như những người mà ở Sài Gòn đó, cẩn thận sau này con nghĩ là có cái gì. Bởi vậy cái cơ này kỳ này là giác cơ, mà không còn chỗ nào không giác chứ. Mà mấy cái bài thầy vì ba giác lý làm sự lý sự làm lý đó, con coi mấy cơ đó nó hay lẻ lùng luôn đó, con nắm được mấy cơ đó. Còn mấy bài nữa mà sao chưa có ít nha đó. Dạ. Có dịu ba mới viết cái cơ, cái cuốn nó hay vậy lắm. Mà cái tựa đề gì cô sao?
hả? Tựa đề gì? Chị Ba viết cái đó là bài ngắn 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 không à. Cũng như lấy lý lùm sự, lấy sự là lùm hắn đó. Dạ. Đâu là chánh lý đó. Còn cái kia đó, mấy cái cơ nằm trong đó gần hay lắm đó con ơi, cái cơ cao lắm đó. Tôi thôi. Người ta nói tới ăn chay nè, trái mặt hai bề cũng đủ như ai nè. Ăn chay tương muối hàng ngày, lòng thì chắc chứa trong gai dãy lòng quá vậy. Cái ăn chay này con biết không giữ giới nó nặng lắm, chứ không phải con ăn mà tốt đâu. Cho nên ông Pháp Hòa nói giới định tệ đó, con phải giữ giới này cao lắm đó. Định này định tâm tệ, có gì cũng phải dùng trí tệ con đó. Chứ đừng có để mà tâm hồn khiến sai đó. Bởi con nắm được mấy cái cơ này rồi là con chặt chẽ, là con không có cái gì mà con sợ. Lòng thì chắc chứa trong gai đầy lòng, ăn chay lòng quẹo giả công, ăn chay bỏ giống bỏ dòng ăn chi. Quy y thì cũng quy y, quy y bỏ Phật lộ đi Phật thì theo ma. Bởi vậy quy y phải làm y, phải không? Con quy y làm sao thầy cũng dạy con chay bốn bữa lại quy tắc, chứ không ăn con chay trượng không à. Bây giờ nhắc lại nè, quy y thì cũng quy y bỏ Phật lộ thì theo ma, nó có thấy không? Con không làm y. Di Đà cũng niệm Di Đà, Di Đà miệng niệm mà lòng tạ giả tinh, thấy kinh thì vẫn đọc kinh, kinh nào cũng đọc hết á. Nên thầy nói cặp đâu quá lạ thì giàu đó, nào đâu có biết là màu thiền môn đó, chúng sanh mê sát mê hồn hết á, phải gặp kinh cả đâu nào ra hay thì theo mê sát mê hồn thêm không à. Chứ đâu có biết là cửa này mà thiền môn. Cái đặng văn này hay lắm mà sao quên rồi nào. Văn nào của sao? Đặng văn này của dì Ba mới viết á. Chúng sanh mê sát mê hồn, cái gặp thì con mê, cái lên văn thì nó hay mà. Con thấy cô cậu cậu người nào cũng lên cũng xin mà, của bề trên điển cho không chứ đâu có nói của bề dưới đâu. Thì mấy người nó giảng thì cũng thông lắm mà. Giảng hay hơn thầy nữa. Ta áp dụng cái lý lẽ hay hơn bề trên nữa, cho nên chúng sanh mới mê sát mê hồn. Vậy họ mới dẫn dụ được chứ. Bao nhiêu con khó con đủ dụng xong sâu hết. Con chưa hay con chạy theo. Bởi vậy cho nên thầy bây giờ mới nhắc phải tầm kệ giảng làm theo mới đúng, phải coi trong kệ giảng làm mới đúng, chứ đừng có chạy theo kinh nào sách nào chứ. Còn kinh bề trên thì xa xưa lắm, là kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương, kinh này kia thầy đã rút hết các được kinh rồi. Thầy dạy thôi tới đây ngưng đi con. Chứ cuốn này còn nhiều lắm. Dạ kênh Tùng Nguyễn Miền Tây cảm ơn cô Sáu rất là nhiều ạ. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây cảm ơn sâu sắc cái quý cô chú đã ủng hộ kênh ạ. Và hẹn cô chú clip sau cô Sáu ạ. Xin chào.